Mao Tử Tuấn là gương mặt được đánh giá cao trong làng phim Hoa ngữ. Sở hữu ngoại hình đẹp, nam tính, cùng diễn xuất ấn tượng, nam diễn viên đã chinh phục nhiều nhà sản xuất và khán giả. Đối với nhiều mọt phim Hoa ngữ, Mao Tử Tuấn có lẽ không phải là cái tên vô danh, nhưng cũng không quá nổi bật. Bởi lẽ sau hơn 10 năm hoạt động, số lượng phim mà anh tham gia thật sự nhiều không đếm xuể. Từ những vai phụ không ai quan tâm đến vai nam thứ, và gần đây nhất chính là vai chính Doanh Dị Nhân trong Hạo Lan Truyện cùng Ngô Cẩn Ngôn. Tuy nhiên, trong gia tài nhiều không đếm xuể đó, để có thể chọn ra một vai diễn thật sự chất lượng, giúp tên tuổi của Mao Tử Tuấn trở nên đỏ hơn, quả thật là điều không thể. Đáng nói, Mao Tử Tuấn lại là diễn viên có thể đáp ứng được cả các yếu tố nhan sắc lẫn thực lực. Nhưng lý do vì sao may mắn vẫn chưa thể mỉm cười với chàng diễn viên vẫn đang miệt mài, chăm chỉ này. Mao Tử Tuấn sinh ra trong một gia đình có bố mẹ theo nghề kinh doanh dệt may và một chị gái hơn anh 7 tuổi. Từ nhỏ, Mao Tử Tuấn cũng định hướng bản thân theo con đường học vấn khi luôn đứng top đầu tại trường trung học Thiệu Hưng. Sau khi tốt nghiệp trung học, anh đã trúng tuyển vào Đại học Kinh tế Tài chính Chiết Giang, chuyên ngành kiểm toán. Tuy nhiên, thay vì trở thành một chuyên viên tài chính như định hướng ban đầu, Mao Tử Tuấn lại bất ngờ rẽ hướng sang con đường diễn xuất. Cơ duyên diễn xuất và dấu ấn khuynh thế Hoàng Phi. Trong khoảng thời gian theo học đại học tại Hàng Châu, Chiết Giang, vì quá ngại và cảm thấy xấu hổ khi hỏi xin tiền bố mẹ, Mao Tử Tuấn đã bắt đầu tham gia quay quảng cáo. Từ đây, Mao Tử Tuấn bắt đầu hành nghề người mẫu và tham gia nhiều quảng cáo khác nhau. Sau đó, anh được người quen giới thiệu đi casting cho một số bộ phim và bắt đầu cơ duyên với diễn xuất. Năm 2009, Mao Tử Tuấn chính thức gia nhập ngành diễn xuất với vai diễn đầu tay trong bộ phim Nương Thê do Lưu Khải Uy và Trương Ngọc Yến đóng chính. Sau đó một năm, Mao Tử Tuấn tiếp tục tham gia bộ phim tình cảm dân quốc Đại Nha Hoàn, đảm nhận vai nô bộc tên A Liệt. Cũng trong năm 2010, Mao Tử Tuấn được giao cho vai diễn Hán Vũ Đế Lưu Triệt trong phim Mỹ Nhân Tâm Kế nhờ sở hữu một gương mặt có phong thái quý tộc. Đây cũng là vai diễn cổ trang đầu tiên trong sự nghiệp của Mao Tử Tuấn. Năm 2011, Mao Tử Tuấn tiếp tục tham gia trong bộ phim ngôn tình cổ trang Cung Tỏa Tâm Ngọc do Dương Mịch và Phùng Thiệu Phong đóng chính. Trong phim, anh vào vai ái tân Giác La Dận Trinh, một vị tướng thẳng thắn, quả cảm và có mối tình sâu đậm với Ngôn Tố. Cùng năm, Mao Tử Tuấn tham gia trong bộ phim sitcom hài Thuyền Đến Thuyền Đi của đạo diễn Trương Thắng Trung. Trước đó, trong lần casting phim Mỹ Nhân Tâm Kế, Mao Tử Tuấn đã vô tình lọt vào mắt xanh của Lâm Tâm Như. Sau đó, phía nữ diễn viên đã chủ động liên lạc và giao cho anh vai Mã Độ Vân trong bộ phim truyền hình cổ trang Khuynh Thế Hoàng Phi. Phim có sự tham gia của hai diễn viên chính là Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa. Đây là vai diễn phản diện đầu tiên trong sự nghiệp của Mao Tử Tuấn, đồng thời giúp anh nhận được giải thưởng nam diễn viên phụ xuất sắc nhất tại liên hoan phim truyền hình Youku. Mao Tử Tuấn trở thành nghệ sĩ đầu tiên gia nhập công ty quản lý của Lâm Tâm Như. 2012 đến 2015, vai diễn thì nhiều nhưng đều không để lại dấu ấn. Đầu quân cho công ty của Lâm Tâm Như, Mao Tử Tuấn được tạo khá nhiều điều kiện để phát triển sự nghiệp. Rất nhiều vai diễn mới đến tay Mao Tử Tuấn giúp anh liên tục xuất hiện trên màn ảnh. Cuối năm 2012, Mao Tử Tuấn không chỉ trở lại với khán giả màn ảnh nhỏ qua vai phụ Hứa Trung Kỳ trong phim Cửu Hà Nhập Hải, anh còn có vai diễn đầu tiên trên màn ảnh rộng trong bộ phim điện ảnh Hoa Dạng. Cũng trong năm này, Mao Tử Tuấn được giới truyền thông đề cử giải thưởng gương mặt mới tại Liên hoan Thần tượng Châu Á. Năm 2013, Mao Tử Tuấn tiếp tục có cơ hội tham gia bộ phim cổ trang huyền huyễn Họa Bì Yêu Không Hối Tiếc. Những tưởng bộ phim với sự tham gia của các diễn viên đình đám như Lưu Khải Uy, Bạch Băng, Dĩnh Nhi và Kiều Trần Vũ sẽ đạt được thành công đáng mong đợi, giúp sự nghiệp của Mao Tử Tuấn tiến lên thêm một bước. Tuy nhiên, do nhân vật Bàng Lang của Mao Tử Tuấn là một pháp sư bắt yêu có tính cách dễ thương, thẳng thắn nên người xem cũng chỉ biết đến anh với hình ảnh của một diễn viên đẹp trai, vui tính. Ngoài ra thì vai diễn của anh cũng chưa có gì đặc biệt để người ta phải chú ý. Vào năm 2014, Mao Tử Tuấn vào vai thiếu gia Triệu Tịch trong bộ phim Hồng Tử Giai Nhân, đóng cặp cùng nữ diễn viên Hồ Hạnh Nhi. Mặc dù Mao Tử Tuấn đã được ưu ái với vai có nhiều đất diễn hơn, nhưng có lẽ khán giả vẫn dành sự chú ý quá lớn vào Hồ Hạnh Nhi, khiến cho tên tuổi của anh
cũng trở nên mờ nhạt hơn với truyền thông. Ngoài ra, thì trong năm 2014, Mao Tử Tuấn cũng tham gia bộ phim thần thoại Cổ Trang Kiếm Hiệp, nhưng lại tiếp tục được giao cho vai diễn không mấy nổi bật. Năm 2015, cuối cùng Mao Tử Tuấn cũng có cơ hội được tỏa sáng nhờ vai diễn Thiết Thủ trong bộ phim Thiếu Niên Tứ Đại Danh Bổ. Trong phim Thiếu Niên Tứ Đại Danh Bổ, Mao Tử Tuấn vào vai nhị sư huynh Thiết Thủ, một người có tính tình ôn trực, lòng dạ quang minh nên rất được mọi người yêu mến. Thông qua vai diễn này, tên tuổi của Mao Tử Tuấn cũng đã phần nào đến gần hơn với công chúng. Sau đó, anh tiếp tục đảm nhiệm vai Ngô Thời trong bộ phim kinh kịch dân quốc Bích Huyết Thư Hương Mộng với nội dung ân oán tình thù vô cùng cẩu huyết của một gia tộc. Bộ phim đã xuất sắc lọt top 7 phim truyền hình nhiều người xem nhất tại Trung Quốc cuối năm 2015, đầu năm 2016. Qua đó, tên tuổi của Mao Tử Tuấn cũng phần nào được nhiều khán giả biết đến hơn. Ngoài ra thì trong năm 2015, Mao Tử Tuấn còn tham gia 3 bộ phim khác là Tú Lệ Giang Sơn Trường Ca Hành, Nhiệm Vụ Hy Vọng và Trận Chiến Cuối Cùng. Phim nối phim là vậy, nhưng trong suốt 5 năm hoạt động dưới trướng công ty quản lý của Lâm Tâm Như, Mao Tử Tuấn vẫn còn là cái tên khá trôi nổi của làng giải trí Hoa ngữ. Cuối năm 2015, khi hợp đồng giữa anh và công ty kết thúc, Mao Tử Tuấn đã quyết định rời đi, tìm cho mình một hướng đi riêng. 2016-2017, bạo hơn nhờ Thanh Vân Trí và Đại Đường Vinh Diệu. Sau khi rời công ty quản lý của Lâm Tâm Như, Mao Tử Tuấn có cơ hội hợp tác, tham gia trong một số bộ phim của Hoan Thụy Thế Kỷ. Trong số đó, bộ phim cổ trang tiên hiệp Thanh Vân Trí với sự tham gia của dàn sao đình đám như Lý Dịch Phong, Triệu Lệ Dĩnh, Dương Tử, Thành Nghị có lẽ là bộ phim đã góp phần đưa tên tuổi của Mao Tử Tuấn đến gần hơn với khán giả. Đại Đường Vĩnh Diệu là dự án tiếp theo của Hoan Thụy Thế Kỷ có sự tham gia của Mao Tử Tuấn. Bên cạnh nam chính Nhậm Gia Luân thì bộ phim cũng đã góp phần lăng xê tên tuổi của rất nhiều diễn viên kém tiếng, trong đó có Mao Tử Tuấn. Nếu như trong Thanh Vân Trí, Mao Tử Tuấn khiến khán giả ghét cay ghét đắng vì vai Tần Vô Viêm độc ác, thì đến với Đại Đường Vinh Diệu, anh lại làm người xem không khỏi đau lòng vì sự si tình của nhân vật An Khánh Tự. Ngoài ra thì trong khoảng thời gian này, Mao Tử Tuấn còn góp mặt trong bộ phim truyền hình cổ trang Long Châu Truyền Kỳ cùng với Dương Tử, Tần Tuấn Kiệt. Trong phim, anh vào vai Thái tử mất nước Chu Tử Huyên, biệt hiệu Lý Kiếm Khanh. 2018 gây sốt trong Thiên Kê Chi Bạch Xà truyền thuyết. Sau nhiều năm lăng xê hoài không nổi, cuối cùng thời của Mao Tử Tuấn cũng tới khi anh liên tục nhận được những vai diễn chất lượng gây ấn tượng với khán giả. Vai diễn Pháp Sư Bắt Yêu Pháp Hải trong phim Thiên Kê Chi Bạch Xà truyền thuyết đã góp phần rất lớn giúp Mao Tử Tuấn thu về cho mình một lượng fan đông đảo. Theo đó, Pháp Hải vốn là người tu hành nhưng lại nảy sinh tình cảm với cô nàng xà yêu Tiểu Thanh Lý Mạn. Tình cảm giữa hai người ngày càng sâu đậm, nhưng vì mệnh trời mà chẳng thể đến với nhau. Để rồi cuối cùng, Pháp Hải thà xa cách cũng không muốn phụ Tiểu Thanh, còn Tiểu Thanh dù có chết cũng không muốn rời xa Pháp Hải. Ban đầu, cặp đôi này mang đến cho người xem rất nhiều tiếng cười với những màn sủng ngọt. Nhưng càng về sau, Pháp Hải, Tiểu Thanh lại chính là cặp đôi lấy đi rất nhiều nước mắt của người xem. Thậm chí, có nhiều khán giả còn cho rằng, dù chỉ là cặp diễn viên phụ nhưng Mao Tử Tuấn Lý Mạn đã mang đến hiệu ứng couple còn tốt hơn cả vai diễn chính là Dương Tử, Nhậm Gia Luân. 2019, nhận được vai chính đầu tiên trong Hạo Lan Truyện. Mao Tử Tuấn đã có cơ hội được biên kịch vàng Vu Chính để mắt. Sau hai lần đàm đạo, anh đã chính thức nhận được vai chính Tần Trang Tương Vương Doanh Dị Nhân trong bộ phim truyền hình cổ trang Hạo Lan Truyện. Dù đảm nhận vai chính trong Hạo Lan Truyện, nhưng Mao Tử Tuấn lại bị dìm rất thê thảm. Bởi lẽ, Hạo Lan Truyện ra mắt vào đầu năm 2019 sau khi cặp đôi Ngô Cẩn Ngôn, Nhiếp Viễn đã làm mưa làm gió khắp nơi nhờ bộ phim Diên Hy Công Lược. Nắm được tình hình này, biên kịch Vu Chính và cả ekip phim dường như chỉ tập trung vào quảng bá cho Nhiếp Viễn mà bỏ bê Mao Tử Tuấn. Điều này khiến khán giả trông chờ bộ phim cảm thấy vô cùng bức xúc vì không biết giữa Nhiếp Viễn và Mao Tử Tuấn ai mới là nam chính của phim. Tuy nhiên, Mao Tử Tuấn vốn là một diễn viên có thừa năng lực, đồng thời gương mặt cũng có phong thái của quý tộc, nên anh đã thể hiện rất tốt vai diễn Doanh Dị Nhân. Bên cạnh đó thì càng về sau, Hạo Lan cũng đem lòng yêu mến Doanh Dị Nhân, nên thời lượng lên hình của Mao Tử Tuấn cũng tăng lên, giúp anh ghi được dấu ấn sâu đậm với khán giả.
Ngoài ra thì Mao Tử Tuấn vẫn còn 3 bộ phim mới chưa lên sóng là Đương Gia Chủ Mẫu, Hận Quân Bất Tự Giang Lâu Nguyệt và Người Mơ Mộng Bẩm Sinh. Trong đó, Hận Quân Bất Tự Giang Lâu Nguyệt chính là bộ phim thứ hai Mao Tử Tuấn đảm nhận vai chính sau Hạo Lan Truyện. Hiện đã ghi hình xong và đang chờ ngày lên sóng. Vì sao có sắc có tài nhưng sự nghiệp không đột phá? Không thể phủ nhận rằng, so với nhiều diễn viên cùng thời, Mao Tử Tuấn là một cái tên không mấy nổi bật, dù gia tài phim ảnh của anh vô cùng đồ sộ. Vì vậy nên sau hơn 10 năm, sự nghiệp của Mao Tử Tuấn vẫn chưa thể bật lên, khiến nhiều khán giả vô cùng thắc mắc. Xét về nhan sắc, Mao Tử Tuấn thật sự là một diễn viên có vẻ ngoài vô cùng khôi ngô tuấn tú. Nhưng giữa một rừng ngôi sao của làng giải trí Hoa ngữ, việc tìm ra một mỹ nam quả thật là điều rất dễ. Chính vì vậy nên nếu muốn dùng nhan sắc để kiếm cơm, chắc chắn rằng cái tên Mao Tử Tuấn sẽ mãi trôi nổi, không được khán giả nhớ đến. Hiểu được điều này, bản thân Mao Tử Tuấn cũng vô cùng khiêm tốn, không hề ỷ lại vào nhan sắc của mình. Anh chia sẻ, đúng là tôi có đẹp trai thật, nhưng trai đẹp bây giờ nhiều vô kể, tôi không thể chỉ dựa vào vẻ bề ngoài để kiếm cơm được. Vì vậy nên ngay từ những ngày đầu, Mao Tử Tuấn đã quyết tâm theo đuổi trường phái thực lực, luôn đầu tư hết lòng cho từng vai diễn của mình. Trong khi người hâm mộ vẫn không ngừng sốt ruột và lo lắng cho con đường sự nghiệp của Mao Tử Tuấn, thì bản thân anh lại khá chậm rãi và bình tĩnh khi nói về vấn đề này. Có lẽ một phần là vì Mao Tử Tuấn vốn không phải là người ham muốn danh tiếng hay địa vị. Anh chỉ cần luôn hoàn thành tốt từng vai diễn, không để người hâm mộ của mình thất vọng là được.